chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bước hay giai đoạn đầu tiên trong quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, đó là giải phóng hoàn toàn sơ khỏi cái đáy sẹo và mô liên kết ở phía dưới. Thế thì đây là cái bước đầu tiên quan trọng nhất, quyết định đến toàn bộ cái quá trình hiệu quả của quy trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, cũng như là quyết định cái hiệu quả của các phương pháp, các giai đoạn về sau. Chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm tách hay giải phóng đáy sẹo, bao gồm một đó là chúng ta tách cắt đáy sẹo nhưng giữ và bảo tồn hoàn toàn cái đáy sẹo, chỉ giải phóng nó khỏi cái sự sơ dính với cái mô liên kết ở phía dưới mà thôi. Phương pháp này thì chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ chuyên dụng như là các loại kim chuyên dụng để cắt đáy sẹo, hay là có thể sử dụng những cái kim thông thường. Tuy nhiên là nếu mà có điều kiện thì các bạn sử dụng những các loại kim chuyên để cắt đáy sẹo thì nó sẽ đảm bảo cho việc giải phóng cắt các cái sợi sơ dính nó được hoàn toàn nhất, và cũng như là hạn chế các cái tình trạng thâm, các cái tình trạng tổn thương quá mức. Như vậy thì nó sẽ nhanh hồi phục cái quá trình vết thương hơn. Cái nhóm tách sơ dính đáy sẹo thứ hai đó là người ta phá hoàn toàn cái đáy sẹo đi. Có thể sử dụng phương pháp cơ học như là mài mòn kim cương, như là sử dụng cái đầu kim của máy phun xăm để đánh phá bỏ hoàn toàn cái sơ ở đáy sẹo, hoặc là có thể sử dụng các phương pháp nhiệt học như là laser CO2 đốt điện để đốt bay hoàn toàn cái sơ dính ở cái đáy sẹo đi. Cái nhóm phương pháp thứ hai này thì nó sẽ làm mất đi cái vạt da ở cái đáy sẹo, nên là nếu mà những cái sẹo lớn, những cái sẹo sâu mà chúng ta làm mất cái vạt da này đi thì nó sẽ rất là khó để đạt được cái hiệu quả về sau. Thì chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, cái người điều trị cần phải cân nhắc kỹ lưỡng là tùy từng cái loại sẹo chúng ta nên chọn phương pháp cắt phá đáy sẹo nào để cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả tối đa nhất, cũng như là làm nhanh cái quá trình lành thương nhất. Giai đoạn quan trọng thứ hai đó là cảm ứng collagen. Sau khi chúng ta đã tách cái sơ đáy sẹo khỏi cái sự dính với cái mô liên kết ở phía dưới, thì trong cái quá trình sau đó là quá trình mà phục hồi, xây dựng lại cái tổ chức hạt collagen mô liên kết ở cái vị trí đáy sẹo, thì cái quá trình lành thương nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian. Và nếu chúng ta dừng lại ngay sau quá trình cắt đáy sẹo thì sau đó thì cái quá trình mà tiếp tục tăng sinh cái mô liên kết nó sẽ bị dừng lại. Do đó mà chúng ta cần phải có các cái kỹ thuật để cảm ứng, để kích thích tiếp tục cái sự tăng sinh collagen, sự phục hồi cái mô liên kết ở dưới cái đáy sẹo đó, để nhằm làm cho cái quá trình phục hồi tăng sinh collagen tiếp tục được diễn ra, và nó sẽ dần dần đẩy dần cái mô hạt mô liên kết ở vị trí đáy sẹo, và dần dần nó sẽ làm cho cái đáy sẹo nó tăng sinh, nó đầy dần lên. Đấy là cái giai đoạn thứ hai mà các bạn cần phải để ý. Cần phải lưu ý rằng cái quá trình cảm ứng collagen này bằng cái phương pháp như là lăn kim, phi kim, laser CO2, laser CO2 fractional thì nó phải được diễn ra sau khi quá trình chúng ta đã giải phóng cái đáy sẹo. Còn có rất nhiều những bạn, rất nhiều những cơ sở khi chưa tách cái đáy sẹo này ra đã thực hiện ngay các cái phương pháp cảm ứng collagen đó thì chắc chắn nó sẽ không mang lại được cái hiệu quả. Cái điều thứ hai cần phải chú ý đó là các cái kỹ thuật cảm ứng collagen thì chúng ta cần phải thực hiện nó đạt đến ngưỡng điểm cuối lâm sàng. Có nghĩa là nó phải đạt được đến ngưỡng kích thích collagen thì nó mới đạt được cái hiệu quả. Và các bạn có thể xem thêm cái video chia sẻ về các kỹ thuật cảm ứng collagen trong điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm ở phía trên đây. Bác sĩ sẽ chia sẻ kỹ hơn để cho các bạn biết. Sau khi tách đáy sẹo rồi, sau khi thực hiện các cái phương pháp cảm ứng collagen để kích thích tăng sinh collagen ở đáy sẹo rồi, thì một cái yếu tố nữa, yếu tố thứ ba hay giai đoạn thứ ba cực kỳ quan trọng, đó là các bạn phải sử dụng những cái sản phẩm, những cái chất có cái khả năng kích thích tăng trưởng, kích thích tăng sinh mô liên kết sau cái buổi cắt sẹo, sau cái buổi các bạn thực hiện tăng sinh collagen. Chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm chất tăng trưởng được tách chiết từ công nghệ tế bào gốc, hoặc là sử dụng tế bào gốc, hoặc là hiện nay có một cái phương pháp được sử dụng và áp dụng rất là nhiều, cũng như là cái hiệu quả của nó mang lại trong quá trình điều trị sẹo rỗ rất là cao, đó chính là sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu. Các cái chất tăng trưởng trong tế bào tiểu cầu này sẽ giúp cho cái quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn, quá trình kích thích tăng sinh collagen cũng như kích thích các cái yếu tố trong cơ thể như là nguyên bào sợi, đại thực bào, nó sẽ kéo đến và nó sẽ làm
tăng cái quá trình tổng hợp các sợi liên kết, tăng. Do vậy cái huyết tương giàu tiểu cầu là một trong cái sản phẩm được ứng dụng rất là hiệu quả, và nó sẽ giúp cho cái quá trình mà điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm được diễn ra được hiệu quả nhất. Yếu tố thứ tư là yếu tố rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho ba cái giai đoạn trước đó đạt được cái hiệu quả kích thích, hiệu quả mà nuôi dưỡng cũng như là tái tạo cái mô đáy sẹo được tốt nhất. Đó chính là yếu tố về dinh dưỡng. Các bạn phải nhớ rằng trong suốt quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm thì các bạn luôn luôn phải bổ sung, can thiệp một cái chế độ dinh dưỡng rất là đầy đủ chất, đặc biệt là phải quan tâm đến cái khẩu phần chất đạm, bổ sung chất đạm protein. Bởi vì chúng ta có kích thích, có cắt đáy sẹo, có sử dụng các yếu tố để kích thích tăng trưởng, tăng sinh collagen, nhưng mà nếu không có nguyên liệu để tổng hợp collagen, đó chính là các acid amin từ chất đạm, từ các protein mà thức ăn chúng ta ăn uống hàng ngày, cộng thêm vào đó là các cái vi chất dinh dưỡng như là kẽm, như là đồng, như là sắt, như là vitamin C, vitamin E, thì cái hiệu quả tổng hợp collagen thực tế trong cơ thể của chúng ta để tăng sinh vào các cái vị trí đáy sẹo đó, nó cũng sẽ không đạt được hiệu quả tối đa. Chính vì vậy, yếu tố dinh dưỡng là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải để ý. Trước đây có rất nhiều người không để ý, cũng như là các bác sĩ không để ý đến cái yếu tố này. Thậm chí còn có rất nhiều những cái chia sẻ về cái việc trong quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm hay là trẻ hóa da, các bạn phải kiêng ăn các loại thịt, các loại sản phẩm có protein để tránh làm bị thâm, bị đen hay là bị sẹo lồi, thì đó là những cái chia sẻ không đúng khoa học. Các bạn cần phải ăn đầy đủ, và nhắc lại là các bạn cần phải ăn đầy đủ, bổ sung đầy đủ, can thiệp cái chế độ dinh dưỡng để nhằm cho việc phục hồi vết thương tốt nhất, tăng sinh và tổng hợp collagen được tốt nhất. Đó là nguồn dinh dưỡng tự nhiên và dễ hấp thu, cũng như là dễ chuyển thành các sợi collagen trong cơ thể chúng ta nhất. Tuy nhiên, nếu trong chế độ ăn của bạn không được đầy đủ hoàn toàn, thì các bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm những cái viên bổ sung ở dạng thực phẩm chức năng, những cái viên vi chất như là viên kẽm, viên sắt, hoặc là những cái viên vitamin tổng hợp như là vitamin C, vitamin E, vitamin A. Thì nhờ đó thì nó cũng sẽ bổ sung toàn diện hơn, hỗ trợ tốt nhất cho cái chế độ dinh dưỡng phục hồi điều trị sẹo rỗ của các bạn. Và yếu tố cuối cùng, yếu tố thứ năm, nó là một cái yếu tố phụ nhưng nó sẽ giúp cho cái quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, phục hồi da nó được toàn diện nhất. Đó chính là các bạn cần phải có một cái chế độ chăm sóc da sau điều trị sẹo được khoa học và tốt nhất. Có một yếu tố mà khi các bạn chăm sóc da sau điều trị sẹo rỗ hay là sau những cái thủ thuật nó có xâm lấn, nó có gây tổn thương da, mà các bạn cần phải để ý hàng đầu, đó chính là đảm giữ vệ sinh khỏi các yếu tố gây ra nhiễm khuẩn. Thứ hai là phải đảm bảo đủ độ ẩm cho da. Và thứ ba đó là các bạn cần phải chống nắng kỹ, chống nắng, tránh khỏi ánh nắng mặt trời. Các cách chăm sóc, cách vệ sinh sau khi các bạn sử dụng cái phương pháp trị liệu sẹo rỗ, sẹo lõm hay là trị liệu trẻ hóa da thì các bạn có thể xem video phía trên đây, bác sĩ sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết hơn để cho các bạn có thể là dễ dàng thực hiện theo. Và đó là những chia sẻ về 5 cái giai đoạn, 5 cái bước trong quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm của các bạn cần phải có, cần phải lưu ý để có thể là thực hiện được một cái quy trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm đạt được hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên subscribe kênh của bác sĩ để có thể theo dõi những cái video tiếp theo nhanh nhất và sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.